Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Chang Chang TV và tôi là Hoàng Sơn. Bây giờ thì đang là 9 giờ tối của ngày thứ 6 ngày 29 tháng 12 năm 2023. Và tôi vẫn phải làm thêm một cái clip nữa liên quan tới vị thầy Thích Trúc Thái Minh. Bởi vì thầy có vẻ như là thầy đã bị lộ rồi. Một cái chi tiết có thể nói rằng là đã vạch trần ra cái bản chất, và bây giờ họ đang cố gắng họ tẩy đi một số cái trong cái điều kiện mà hiện nay là ban trị sự, nghĩa là ban tôn giáo chính phủ cũng như rằng là yêu cầu bên phía Quảng Ninh là phải làm rõ cái sự việc này, làm rõ cái sự việc này liên quan tới cái việc mà chúng ta thấy rằng là có cái cọng tóc được cho vào Đức Phật. Mong rằng là các bác hãy tích cực đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Câu chuyện thì thật sự là đang rất là nóng. Người ta nói rằng là cọng tóc phải biết quay đi quay lại, gọi là cử động lên xuống, nghĩa là tự cử động. Thế thì nó nảy một lòng hiếu kỳ, đã đi ngược lại với cả đạo lý pháp lý, đạo lý giáo lý, vân vân, tất cả của Đức Phật, và nó gieo rắc một cái người ta gọi rằng là mê tín dị đoan. Thế nhưng khi mà mọi thứ đang có thể nói là đang nóng như vậy và người ta đang cần yêu cầu để làm rõ, thì nó giống như một cái gọi là phi tang chứng cứ. Thì trong động thái có thể nói là vô cùng bất ngờ, thì cái cọng tóc xá lợi thì đã được đưa về cái nơi mà ông Thích Trúc Minh lấy, tức là Myanmar. Thế thì câu chuyện nó không chỉ dừng lại như vậy, bởi vì người ta đặt nghi vấn là ở đây có lừa đảo hay là có gì đó hay không. Đúng như tôi chia sẻ thì rõ ràng nó có cái dấu hiệu. Và bây giờ một cái nữa, chúng ta thấy rằng là phi tang chứng cứ đã được hiện ra. Anh Thái Hạo thì đã có một cái bài viết mới nhất như thế này, và có cả chứng cứ luôn. Và ở đây thật sự nó rất là bất ngờ. Đầu tiên chúng ta thấy thế này. Đây là cái mà đầu tiên xem cái lịch sử chỉnh thừa của cái thầy Thích Trúc Thái Minh, là vào 24 tháng 12 thì có nói rằng là duyên phước hy hữu, tận mắt chứng kiến xá lợi tóc của Đức Phật tự chuyển động, cảm nhận được sự nhiệm màu của Đức Phật. Và sau khi mà sửa lại thì có rằng là duyên phước hy hữu, tận mắt chứng kiến xá lợi tóc của Đức Phật, phải cảm nhận được sự nhiệm màu của Phật pháp. Thế thì đã bỏ đi mất cái từ là tự chuyển động các bác. Và ở đây anh Thái Hạo có nói nguyên văn thế này. Hai hình bên dưới là lịch sử chỉnh sửa của một bài đăng trên trang thầy Thích Trúc Thái Minh, có 2,2 triệu lượt người theo dõi. Ở bài đăng đầu tiên lúc 17 giờ 46 phút ngày 24 tháng 12 thì có cái cụm từ là xá lợi tóc của Đức Phật tự chuyển động, nhấn mạnh chữ tự chuyển động. Nhưng vào lúc 11 giờ sáng hôm qua, sau khi bài này bị chỉnh sửa thì cụm từ ấy đã lặng lẽ được bỏ đi một cách bí hiểm. Và tại sao lại phải bỏ? Hay là xá lợi tóc của Đức Phật bỗng dưng thì mất hứng, không muốn tự chuyển động nữa. Và thông tin thêm thì chiều nay trước sự ồn ào của xá lợi tóc Phật ở Ba Vàng thì Ban trị sự Phật giáo Việt Nam của tỉnh Quảng Ninh đã đến chùa này để hỏi hai việc. Tuy nhiên đại diện của nhà chùa thì cho biết là xá lợi đã được hộ tống lên máy bay để trả về cố quốc. Thượng tọa Thích Đạo Hiền thì cho biết thêm rằng là chưa biết được cái việc này đó. Và bây giờ chúng ta chỉ cần vào đây thôi thì nó lại được biến mất một cách rất là thì không tìm thấy cha. Tức là hiện nay nó đang bị xóa đi rồi. Xin thưa với các bác, bị xóa đi rồi. Và ở đây ấy, chúng ta thấy rằng là nguyên văn ấy, thì bởi vì là nó có sách, nó có chứng mà đó. Và cuối cùng là các bác thấy rằng là không tìm thấy nội dung. Tức là sau khi 40 phút tôi post bài này trên trang của thầy, thì trên trang của thầy Thích Trúc Thái Minh đã gỡ bài đang bị chỉnh sửa, và hiện tại thì không truy cập được nữa đó, không truy cập được nữa. Và ở đây tất cả mọi người thấy rằng là không bị chỉnh. Và có thể nói rằng là có rất nhiều những cái vấn đề ở trong cái việc này. Thế thì ông thầy Thích Trúc Thái Minh ấy, nó có mấy cái như sau. Đó chính là cái việc mà trong những cái bài viết của mình thì nó mang lại cái màu sắc là mê tín dị đoan, bài giám mục mê tín dị đoan. Và có thể nói nó đi ngược lại với rất nhiều thứ, và hợp một chút thì bắt đầu là thêm cái từ là từ cúng dường vào. Thế là bây giờ là bị lộ rồi. Đây là ông thầy Thích Trúc Thái Minh, bây giờ là bị lộ rồi. Cái hay của Facebook ấy, là nó cho chúng ta xem lại cái lịch sử chỉnh sửa, viết và viết không sai. Không phải anh viết gì thích viết gì thì viết, hôm nay anh viết thế này ngày mai anh viết thế khác, đúng không? Anh đổi nó đi, chỉnh sửa cho bài viết hay hơn hay như thế nào đó. Rõ ràng cái cụm từ tự chuyển động là một cụm từ rất thú vị, nó cho người ta thấy rằng là cái sự huyền diệu của Phật pháp, cái sự siêu hình của Phật pháp. Tự chuyển động mà không cần tác động gì, nhưng hóa ra rằng là mọi thứ nó cần phải tác động. Ví dụ cỏ pili, ví dụ đơn giản thôi, người ta cần chứng minh rằng là cỏ pili ta cần nước nó mới tự chuyển động được. Thế bây giờ ông thầy Thích Trúc Thái Minh này ông bảo là có cần nước đâu, rồi thậm chí là đi giám định cho soi chiếu chụp carbon thì biết ngay rằng là cái sợi tóc này là chỉ là bao nhiêu nào, 2.000 mấy trăm năm hay thế nào, có đúng không? Tại sao mà các Phật tử sờ vào được, và tại sao lại không thể cho vào máy để mà soi chiếu được? Kiểm tra nó rất dễ, nhưng cuối cùng chúng ta thấy rằng là có hai sự kiện. Một là dòng tóc này đã được đưa thẳng về nước ngoài rồi. Và tất nhiên thì vẫn có thể làm việc được, như bác bảo rằng là cứ tìm được chứng cứ chỗ này là làm việc được. Nhưng mà nước ngoài thì Myanmar nó cũng khác chúng ta, không phải dễ mà làm được đâu, nó khó khăn hơn nhiều, đúng không? Nó phức tạp hơn nhiều. Thứ hai nữa, chúng ta thấy rằng là cái việc mà bỏ cái cụm từ đi, tự chuyển động nó đi, thì rõ ràng là ông này đang có một cái gì đấy là như kiểu là chúng ta gọi là tẩy trắng. Mà cuối cùng người ta hỏi rằng đâu, tôi nói bao giờ đâu, tôi đã bao giờ đâu, kiểu đấy. Thế nhưng mà rất may là ông Thái Hạo là đã tìm được cái chỗ này để chúng ta thấy rằng là có cái sự biết đó, có cái sự thật đó. Và bên phía của trang của ông thầy Thích Trúc Thái Minh là vội vàng để gỡ bài. Tại sao phải gỡ? Đúng không? Cho nên cái câu chuyện này, cái gì cũng thế, tất cả mọi thứ đều phải công khai minh bạch thì mới rõ ràng được. Đức Phật trước đây chưa bao giờ ngại ngần trước các câu hỏi. 2.600 năm trước, Đức Phật đi thuyết giảng gần 49 năm thì chưa bao giờ ngại ngần với các câu hỏi. Và mọi câu hỏi thì đều được Đức Phật trả lời và giải đáp đúng. Cho nên uy tín được xây dựng ở đó. Thế vậy tại sao bây giờ ông thầy Thích Trúc Thái Minh ông lại không dám trả lời cho công chúng những cái sự việc như thế này? Đúng không? Đó là cái mà chúng ta thấy. Cho nên ấy, người ta nói là thời mạt Pháp cũng đúng. Bởi vì ấy, người ta gọi là Phật Pháp nhiệm màu. Nhiệm màu thì không phải là nó có cái siêu hình, cái huyền bí. Mà nhiệm màu đây là cái gì? Nhiệm màu. Tôi chứng minh, tôi chứng kiến cái sự nhiệm màu của Đức Phật. Của Phật Pháp. Ấy. Tôi thề với các bác, tôi chứng kiến cái sự nhiệm màu của Phật Pháp. Chứng kiến. Nhưng mà cái tôi chứng kiến, cái nhiệm màu của Phật Pháp ấy, thì nó không phải là cái siêu hình. Nó không phải là cái siêu hình là cọng tóc này như thế nọ thế kia, hay là oan gia trái chủ trải nghiệm, vân vân. Mà cái tôi chứng kiến cái sự nhiệm màu của Phật Pháp ấy, đó là chính vì mà khi mà tôi biết đến Phật, tôi thử thực hành theo, thì phải nói là cuộc sống của tôi nó tốt hơn rất là nhiều. Trước đây tôi nóng giận, báo cáo các bác ấy. Nhiều anh em trước đây bảo là rất sợ là khi Hoàng Sơn đi họp, đập bàn đập ghế, rồi là trừng mắt để nhìn người khác, kiểu như thế. Thế rồi khi biết đến Phật Pháp cái thì mọi thứ nó ổn hơn. Ngay cả cái việc mà trong gia đình như vậy, mình thực hành những nguyên tắc đầu tiên là cứ nói thật, là sao? Mặc dù biết là rất khó, nhưng dần dần mọi thứ nó ổn hơn lên. Thế là mình chỉ cần tu tập theo Đức Phật chỉ dạy là chúng ta chứng kiến được cái sự nhiệm màu này. Thế cho nên người ta gọi là Phật Pháp nhiệm màu là nó ở chỗ đó. Chúng ta chưa cần đắc thành cái chứng quả, chưa cần phải nhập niết bàn hay là thế nào. Thế nhưng mà chúng ta chỉ cần tu tập theo Đức Phật thôi, là cuộc sống của chúng ta đã ổn hơn rất là nhiều. Chúng ta nhìn đời một cách rất là lạc quan, bình an. Càng biết về Phật Pháp thì trí tuệ lại càng khai mở. Tất nhiên là Phật Pháp chính nghĩa đúng, Phật Pháp đúng, phải thực hành theo, chứ không phải là cứ biết được nhiều kinh sách nhưng mà cuối cùng là không thực hành. Cho nên Phật Pháp đối với tôi rất đơn giản. Anh chỉ cần biết những điều cơ bản nhất của Phật là được. Sau đó anh chỉ cần thực hành theo. Thì anh thực hành theo thôi là mọi thứ nó sẽ trở nên rất là êm dịu, rất là bình thường. Cuộc sống của anh rất là khác biệt trước và sau khi anh biết, khi anh thực hành theo. Thế thì đó là cái mà nhiệm màu Phật Pháp. Chứ không phải là nhiệm màu nặng một cách huyền bí. Nhiệm màu một cái cách nó kiểu như là siêu hình, nào là tỏa ánh cao quang rực rỡ, nào là biết chuyển động, tự chuyển động, mà là nó phải cái đó. Cái thứ mà mình tự cảm nhận được là mình thấy nó khác biệt với chính bản thân mình. Và tôi tin rằng đó là điều Đức Phật muốn chúng sinh là học được cái đó, chứ không phải là nhìn vào những cái siêu hình kia để mà ấy đâu. Đôi điều chia sẻ các bác mọi người. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.